Vì sao giá vàng nhập khẩu tại Việt Nam luôn luôn cao hơn so với các nước? Câu hỏi này được nhiều người đặt ra cho Linh rất nhiều rồi. Nhiều người Việt đang sinh sống ở nước ngoài thấy cái sự chênh lệch về giá rượu vang ở các nước như châu Âu hay là Mỹ thì đã chủ động liên hệ với Linh kêu là sẽ nhập về để cho Daily Wine kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Là để một chai vang về Việt Nam phải chịu rất là nhiều chi phí. Theo luật năm 2021 thì một chai vang về Việt Nam sẽ chịu 3 khoản thuế. Thuế đầu tiên đó là thuế nhập khẩu đối với rượu vang là mức nằm vào khoảng 55%. Thuế thứ hai đó là VAT là khoảng 10%. Thuế cuối cùng đó là thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay là 35%. Như vậy tổng chai vang 10 đô khi về thị trường Việt Nam sau qua lại thuế là khoảng 24 đô. Chưa bao gồm phí vận chuyển và các cái khoản phí làm hàng khác. Cũng có một số trường hợp đặc biệt thuế nhập khẩu của rượu vang giảm hơn. Ví dụ như Úc nhờ đến hiệp định thương mại giữa các khối ASEAN và bên châu Úc, thuế nhập khẩu của rượu vang Úc vào thị trường Việt Nam chỉ khoảng 20%. Bên cạnh đó thì cũng có một số trường hợp là các công ty xuất khẩu ở châu Âu nếu đáp ứng được yêu cầu về Zero One, tức là tất cả những chai vang đó nguyên liệu được cấu thành từ 100% là ở các nước châu Âu, tức là kể cả cái nút bằng chai vang giống như này và sản xuất 100% cái nguyên liệu được sản xuất ở trong nội địa của châu Âu thì nó sẽ được cấp ra một cái chứng nhận là Zero One và Zero One đó sẽ được áp dụng với nhập khẩu ưu đãi tại thị trường Việt Nam. 2023 thì là khoảng 31.5%, còn năm 2024 thì nó sẽ giảm xuống là 28%. Đó là một cái mức ưu đãi khá là cao. Tuy nhiên để có được cái giấy chứng nhận Zero One đó cũng không phải là đơn giản.